Sài Gòn Network Television và Phan Dị xin kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh của ngày lễ Phật đản tại chùa Quang Minh. Thưa quý khán thính giả, với chúng tôi bây giờ là Đạo Hữu Hoàng Chi, là thuộc trong ban hộ trì Tam Bảo tại chùa Quang Minh. Chúng tôi cũng đã gặp được chị nhiều lần, nhưng mà hôm nay có lẽ là cái ngày lễ rất là lớn và chị rất là bận rộn, phải không ạ? Dạ, thưa chị, thứ nhất là chị cho quý khán thính giả biết rằng là cái ngày lễ hôm nay đã phải gọi là tổ chức, phải lo lắng, chuẩn bị từ bao lâu rồi? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý khán thính giả của đài. Dạ thưa Hoàng Chi, trong ban hộ trì Tam Bảo tại chùa Quang Minh cũng chuẩn bị chương trình thì đã dự tính từ cuối năm trước, dạ, cho đến hôm nay thì cũng cả tháng nay, cũng nhờ rất là nhiều cô bác anh chị em đã nhiệt tình về đây để tổ chức ngày lễ Phật đản hôm nay. Theo như chúng tôi được biết thì chùa của chúng ta chưa có thầy trụ trì, phải không thưa chị? Dạ đúng như vậy, mình chưa có đủ nhân duyên nhưng mà trong tương lai gần, dạ thì trong tương lai gần sẽ có chùa mình sẽ có thầy trụ trì, và lúc đó sẽ có giống như là buổi lễ nhập tự và thông báo cho chị biết, dạ, thông báo với cô bác. Yeah. Mặc dù là mình chưa có thầy trụ trì nhưng mà phải nói là rất là nhờ cái công đức của chị lo lắng cho chùa. Và những cái ngày lễ lớn chúng tôi thấy là mình cũng đã thỉnh được rất là nhiều chư tăng cũng như là ni cô từ nhiều nơi đến làm lễ, thì điều đó không có gì phải lo lắng hết, phải không thưa chị? A Di Đà Phật, thật tình mình có thầy cố vấn là thầy Pháp Quang, thầy hướng dẫn tất cả cái chương trình tu trong năm, cũng như trong xác định cái tổ chức ba ngày lễ lớn của Phật giáo của mình, thì luôn luôn có thầy Pháp Quang là thầy cố vấn tinh thần hướng dẫn, dạ, rồi thầy chỉ đạo xuống thì để mình lo tổ chức, dạ. Có lẽ chúng ta cũng nên giới thiệu với quý khán thính giả là chùa Quang Minh của chúng ta chú trọng rất là nhiều về các khóa tu học, phải không? Hình như là các khóa tu học là rất là thường xuyên xảy ra, được diễn ra tại chùa Quang Minh của chúng ta. Dạ, thưa đúng vậy, tại vì mình chưa có thầy trụ trì, chưa có sinh hoạt hàng tuần. Tuy nhiên, chùa của mình tập trung vào vấn đề mà tu học, tu tập, cho nên thầy cố vấn luôn chọn những cái ngày lễ lớn của Mỹ thì mình được 3 ngày nghỉ, và trong những cái tháng mà không có ngày nghỉ như vậy thì mình sẽ chọn 2 ngày thọ bát quan trai và thỉnh các thực giảng sư nổi tiếng như là Phật tử quen biết nhiều đó như về đây, và để Phật tử cô bác mình có điều kiện về tu tập. Đối với một Phật tử kỳ cựu như chị thì cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phật đản nó đã đem đến cho chị những cảm tình gì trong lòng và những cái suy nghĩ gì? A Di Đà Phật, là một người Phật tử thì cái ngày Phật đản là ngày Phật đản sinh, để là một vị đem sự giống như là đem ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử chúng ta tu tập trong cuộc đời này, cho nên là một ngày rất là quan trọng của người Phật tử, dạ, cho nên tất cả các cô bác Phật tử rất là hoan hỷ trong ngày này như chị đã thấy. Hiện vị lai tập vương chư Phật tổ pháp ơi tánh quý khán thính giả chùa Quang Minh Thất Sát, chương trình đại lễ Phật đản năm 2019 đã được diễn ra rất là long trọng vào buổi sáng chủ nhật. Chúng tôi nhận thấy có các thầy và rất nhiều các tăng ni như là Thượng tọa Thích Pháp Quang, trụ trì chùa Bồ Đề Am tại Elgin, Texas, Thượng tọa Thích Thiện Trí, giáo thọ chùa Phổ Quang, Dallas, Thượng tọa Thích Thông Huệ, tăng chúng chùa Việt Nam, Đại Đức Thích Đồng Tịnh, tăng chúng chùa Quảng Đức, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Như, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Ngọc, Ni Chúng Đạo Tràng, Thiên Trúc,
Sư Cô Thích Nữ Hương Tích, Ni Chúng Chùa Quang Minh. À, cô giáo Trang có thể cho quý khán thính giả biết là em làm sao mà em có thể gọi là patient, nghĩa là kiên nhẫn để mà dạy cho các em vừa biết múa rồi nghĩa là behave rồi này cái nọ, thì phải nói là cái công rất là khó, phải không cô giáo? Dạ, cái câu hỏi này cũng có nhiều, rất là nhiều người hỏi, nhưng mà thật ra không có câu trả lời chính xác. Mình chỉ làm theo cái tâm của mình thôi. Thật ra các cháu thưa em từ lúc mà 4-5 tuổi đến bây giờ thì có cháu cũng gần vô đại học, rồi có cháu đang học đại học, thì em chỉ cố gắng như làm phận sự của mình thôi, với cái quan niệm của mình rằng là muốn duy trì cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam, và đồng thời dạy cho các em nói hiểu được tiếng Việt, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà tiếng Việt còn thì nước Việt còn, cho đó là lý do mà cái tâm niệm mà em cố gắng hàng ngày. Dạ. Hôm nay cũng là cái ngày rất là đặc biệt đối với phụ nữ của chúng ta, là ngày Mother's Day, đúng không? Cho nên có lẽ chị không có ngoa để mà nói rằng là đại diện cho tất cả các bà mẹ để cảm ơn cô giáo Trang đã huấn luyện cho các em. Sau này sẽ tương lai sẽ là những bà mẹ rất là tốt, và đây là một bà mẹ mà tất cả các em phải noi gương theo. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Cảm ơn chị Phan Dị và cảm ơn quý vị khán giả của đài SGN đã theo dõi cũng như ủng hộ cho các em nhóm tuổi ngọc. Yeah. Ok, well, Happy Mother's Day. Ok, cảm ơn tất cả các em nhé. Thì thưa chị đã đến với chùa Quang Minh lâu chưa? Thưa dạ không, em quý cô nhờ em làm cái phần thí thực này với ông xã em thôi. Như vậy thì là thường thường thì chị đi chùa là chùa Quang Minh hay là đi chùa nào? Dạ thưa em đi rất là nhiều chùa. Dạ chùa nào em cũng đến hết. Tức là đã là một Phật tử thì là ở đâu có Phật thì chúng ta tìm đến, phải không chị? Ở đâu cần mình thì mình đến. Coi như là nói theo cái danh từ của trong Phật pháp thì nói là làm việc pháp, phải không? Ở đâu? Vậy thì hôm nay là cái trách nhiệm của chị là làm cái gì ạ? Em với ông xã em lo phần thì cúng thí thực, dọn bàn với chuẩn bị. Thì mình biết là trong đại lễ là quý thầy đang làm lễ, thì cái bàn thờ ở ngoài cái bàn thí thực này sẽ làm lễ như thế nào ạ? Dạ thưa hai quý thầy làm lễ xong 2 giờ sẽ cúng ở đây. Hình như là bàn thờ này là bàn thờ để mà cúng cô hồn và cúng những vong linh đó, phải không chị? Thành ra trong ngày Phật đản thì chúng ta có cái đại lễ và cũng vào có cái phần cúng cô hồn. Đối với chị là một Phật tử, cái ngày lễ Phật đản đối với chị có một cái ý nghĩa gì đặc biệt ở trong lòng mình? Em Phật tử, đi gia đình Phật tử từ nhỏ, thành ra cái ngày này là cái ngày mình tưởng nhớ Phật, lúc nào trong tâm mình cũng nhớ. Sài Gòn Network TV, chúng tôi Phan Dị hy vọng đã đem đến cho quý vị những hình ảnh trong ngày lễ mừng Phật đản Phật lịch 2563 Dương lịch 2019 tại khuôn viên của chùa Quang Minh. Phan Dị xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự kỳ tới.